48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực, Robert Green và Joe Efe Nguyên tắc 1, đừng bao giờ chơi trội quan thầy, luôn khéo léo làm cho cấp trên cảm thấy họ hơn bạn, trong khi gây ấn, tượng và thỏa mãn họ, bạn đừng quá đà, nghĩa là đừng bộc lộ tài năng, nếu không bạn sẽ bị phản tác dụng, bạn sẽ khiến họ e ngại và bất an, hãy làm. Sao cho những ông thầy, ông chủ của bạn cảm thấy giỏi giang hơn là thực, chất của họ, bạn sẽ đạt được tầm cao của uy quyền. Nguyên tắc 2, đừng quá tin cậy bạn bè, hãy học cách sử dụng kẻ thù, hãy thận trọng với bạn bè, họ dễ dàng phản bội bạn vì họ dễ bị lòng đố kỵ, khuấy động, ngoài ra họ cũng dễ hư hỏng và có khuynh hướng nắm quyền, hãy thu nhận một kẻ thù cũ và hắn sẽ trung kiên hơn bạn bè vì hắn cần phải chứng minh nhiều hơn, thật ra bạn có nhiều điều phải e sợ từ bạn bè hơn là từ kẻ thù, nếu bạn chưa có, hãy tìm cách tạo ra kẻ thù. Nguyên tắc 3, che đậy chủ tâm. Đặt người khác vào thế bấp bênh và mù mịt, ta không bao giờ hé mở ý đồ. Một khi không thể biết đầu dây mối nhợ việc ta sắp làm họ sẽ không thể, phòng xa, dẫn dụ họ bước sâu vào cuộc nghi binh, bao phủ họ bằng hoa mù. Và đến khi họ nhận ra chủ định của ta thì đã quá trễ. Nguyên tắc 4. Luôn nói ít hơn mức cần thiết. Bạn định tạo ấn tượng với mọi người bằng lời nói, nhưng hễ nói càng nhiều thì bạn càng có vẻ tầm thương và mất đi khả năng kiểm soát dù cần nói một điều gì đó thật bình thường thì bạn cũng nên diễn tả thật mơ hồ, bí ẩn và để ngỏ. Người uy quyền khiến cho kẻ khác phải rụt rè và e sợ vì họ nói ít hơn mức cần thiết, càng nói nhiều thì bạn càng có xác suất nói ra điều không nói cao hơn. Nguyên tắc 5. Bảo vệ thanh danh và uy tín Thanh danh là hòn đá tảng của uy quyền, chỉ cần có thanh danh là bạn đã có thể hù dọa người khác và chiến thắng họ. Tuy nhiên khi thanh danh tuột dốc thì bạn dễ bị tổn thương và bị tấn công từ mọi phía. Hãy bảo vệ thanh danh và uy tín thật kỹ lưỡng. Luôn dè chừng và triệt tiêu những đòn bôi nhọ trước khi chúng diễn ra. Trong khi đó, hãy tìm cách tiêu diệt địch thủ bằng cách bắn thủng bức tường uy tín của họ. Sau đó bạn chỉ việc đứng im chờ công luận kết liễu họ. Nguyên tắc 6. Thu hút chú ý bằng mọi cách. Mọi thứ đều được đánh giá qua vẻ bề ngoài. Cái gì không được trông thấy thì xem như không có giá trị. Vì vậy đừng bao giờ để mình bị chìm ngập giữa đám đông hoặc chôn vùi trong quên lãng. Hãy nổi trội, hãy tìm mọi cách để sừng sững ra đấy. Hãy biến mình thành thanh nam châm thu hút sự chú ý. Hãy tạo một bề ngoài to lớn hơn, màu sắc hơn, bí ẩn hơn đám đông vô hồn và nhút nhát. Nguyên tắc 7. Chiếm đoạt công sức người khác. Hãy lợi dụng trí thông minh, sự khôn ngoan và công sức của người khác để vinh thân. Nhờ vậy ta sẽ không chỉ tiết kiệm được nhiều thời gian và sức lực mà còn giúp ta đạt được vầng hào quang thần thánh về năng lực và tốc độ. Cuối cùng, những người giúp ta sẽ bị Lãng Quân Còng ta thì được nhớ mãi, đừng bao giờ tự làm điều gì mà người khác có thể làm thay ta. Nguyên tắc 8, nhử mồi dụ địch, khi khích được địch thủ ra tay, ta là người nắm quyền kiểm soát, khiến cho đối phương đến với ta, và như vậy hắn phải thay đổi kế hoạch ban đầu, dụ hắn bằng lợi lộc cách dụ, rồi tấn công, cờ trong tay ta nguyên tắc 9. Chiến thắng bằng hành động, chứ không bằng lý luận. Bất kỳ vinh quang tạm bỡ nào mà bạn đạt được qua lý luận cũng chỉ là thứ chiến thắng chẳng phải trả bằng cái giá quá đắt. Sự oán giận và ác tâm mà bạn đã khuấy lên sẽ dai dẳng hơn việc đối phương tạm thời thay đổi ý kiến. Muốn người khác nhất trí với mình, bạn hãy hành động cụ thể mà không cần nói lời nào, như vậy bạn mới thực sự mạnh mẽ, hãy chứng minh, đừng giải thích.